Trưa ngày 18 tháng 1 năm 2021, ở phiên sơ thẩm, Tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải 49 tuổi mức án 9 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 8 tháng 3 năm 2020, Hải đến nhà một người đàn ông 53 tuổi trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để nhậu với vợ của ông này. Ông này đi làm về thì ngửi thấy mùi hôi thuốc lá trong nhà vệ sinh nên nói Hải ra ngoài hút thuốc, từ đây mâu thuẫn đã nổ ra. Trong lúc cãi nhau, người đàn ông đánh Hải, Hải bỏ về nhưng vẫn tức nên gọi điện hẹn người đàn ông ra đường đánh nhau. Nạn nhân vừa đến đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê thì bị Hải dùng dao đâm thủng bụng, thương tích 47%, nạn nhân thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.